Kính thưa quý vị khán giả quan lâm được tiếp chuyện anh Nguyên Dũng là một trong những ca sĩ của chương trình ngày hôm nay. Chào anh có khỏe không ạ? Em khỏe anh Quang Lâm, cảm ơn anh nhiều. Dạ, Quang Lâm được biết là tất cả những chương trình thiện nguyện của Tôn Tôn này đều có mặt anh hết. Dạ, đúng không ạ? Dạ đúng rồi anh, em rất là hoan về cái văn nghệ, cái đề tài mà từ thiện đó. Tại vì mình là một người ca sĩ, cái nghiệp của mình là một nghiệp để quyên tiền để giúp đỡ những người nghèo. Những cái gì mà có liên hệ tới những cái từ thiện thì Nguyên Dũng rất là vui vẻ và rất hứng thú làm cái nghề này, rất là Dũng I love it. Và cũng cho Nguyên Dũng một lời chào đến khán giả của Tôn Tôn. I love you, thank you very much. Từng bước không hoa rừng tuyết trắng dâng không già lắm cong em yêu vì sao bóng cho trời mây hương mù. Từng bước không mưa giữa mùa than nóng tay đang sâu thì đêm gió sẽ về lại cong từng bước trong không. Trong cái chương trình này á, thì thực ra là một cái chương trình từ thiện mà mình cũng thể chơi vui nữa, ăn nhậu xả láng mà vui vẻ, mà mình có để một chút tiền để giúp đỡ cho những trẻ em mồ côi. Nhưng mà em thấy trong cái ca sĩ, tất cả anh em mình ca sĩ ở đây thì người ta làm toàn thiện nguyện không mà không ai lấy một chút xíu nào thù lao. Còn trong đối với Nguyên Dũng á, thì Nguyên Dũng còn muốn để bỏ ra một số tiền để giúp đỡ những em nghèo khổ. Nguyên Dũng mong là đêm nay là đêm thành công, mà Dũng biết là đêm thành công rồi. Tại mấy anh em mình làm vì cái tình thương mà anh, tình thương bao la thì nó sẽ đi đến mọi nơi. Người ta nghe tới cái group của anh em mình, mà với lại anh em mình làm là mình biết là cái đó là sự thật 100%. Không phải dùng cái tên tiền nguyện để lợi dụng những vấn đề nào. Nên bởi vậy cái tiếng đồn nó đồn rất là xa, là người ta biết đến anh em trong group này và giúp đỡ chúng ta. Không già lặng công em yêu vì sao bóng cho trời mây ước buồn. Từng bước không mưa giữa mùa than nóng tay đang sâu kỷ niệm gió xếp về lòng công từng bước trong lòng. Em yêu tình nỗi mùa chiều kim mờ bên thương mong biết sâu lắng đồng đèn thắp mờ bóng đêm. Hôm nay em bị khàn tiếng, em cũng phải đi cài nó mới nuôi gia đình em, 6 giờ mới đi làm về, em hơi bị bể tiếng, nhưng mà em sẽ cố gắng có làm sao cái lòng của em gửi đến tất cả quý vị khán giả Toronto những lời yêu thương và yêu cầu. Tất cả các bạn khi mà các bạn ngồi xuống ăn một bữa khổ hay là chơi một bữa tiệc thì các bạn nghĩ tới những đứa em nghèo khổ. Mình cũng đã từng bước qua những cái nghèo khổ của quê hương mình, thì nếu mà mình có được cơ hội thì mình nên xin giúp. Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ phù hộ quý vị.